Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là em lại tiếp tục lên đơn những cấu hình loa A15 cho các bác ở trên mọi miền Tổ quốc đây. A15 sử dụng cổ bát từ thường, tép từ thường. Bát là từ 190, côn 75. Với mã cổ bát là GVK157526 của PEF. Cổ check là em đang sử dụng cổ 750. Đấy, cổ cấu hình tầm trung và rẻ thôi. Cổ này mới bên em bán có 1,4 triệu thôi. Đấy, cũng loại này ốp nhôm thì nó sẽ là 1,7 triệu. Đấy, cổ này thì giá mới bên em đang bán là 2,5 triệu các bác nhé. Đấy, cổ rất là chất lượng luôn đó. Đây là cổ bát, màng bát đây. Và bên trong thùng đây là phân tần. Bên em có nâng cấp và cải tiến lại cho nó ổn định hơn một tí. Đấy các bác nhá. Đây là cấu hình A15, giá là 7,9 triệu một cặp bao ship. Cái tiền chi phí vận chuyển của một đôi này nó đã vào ship nữa thì 1,2 triệu một đôi. Tức là bị chi là một cái thùng này nó gánh gần 600. Đấy, một cái thùng này gánh gần 600.000 tiền cước. Nhưng mà khi gửi hàng cho các bác thì em lại có cái điểm lưu ý, đó là cái củ kèn này em sẽ tháo hẳn ra, tháo củ kèn ra. Bây giờ nắp vào là test thôi, đo đắp tuyến và các cái là đánh dấu âm dương thôi. Sau đó là củ kèn này em sẽ tháo hẳn ra. Họng kèn thì bán vào thùng, cú bát bán vào thùng. Củ kèn thì lại đóng 2 kiện riêng để gửi đi cùng cái này các bác nhé. Bởi vì cái kèn này vận chuyển đường xa, hôm trước em dính mấy phát bị gãy họng kèn rồi, nên là em rút kinh nghiệm. Nếu như sử dụng cái họng kèn bằng hộp kim nhôm ấy thì thoải mái, có mà ném thì cũng chỉ hỏng thùng thôi chứ không hỏng được cái củ loa hay là không bị gãy kèn. Nhưng mà cái chi phí một cái đôi họng kèn nhôm ấy đâu đó nó gần 2 triệu một đôi họng kèn nhôm. Thế em hỏi các bác là tiền gà quá tiền thóc luôn ạ. Kèn nó đắt còn xít nữa bằng tiền bát, xít nữa thì đã đắt hơn cả họng kèn, đắt hơn cả củ kèn thì không chơi được. Mà kèn nhôm thì nó chả cộng hưởng hơn được nhiều đâu, nó chỉ hợp với một số dòng củ loa cao cấp. Và thực tế em không ưu tiên sử dụng họng kèn nhôm, em chỉ ưu tiên sử dụng họng kèn bằng vật liệu là composite thì nó sẽ tốt hơn là họng kèn nhôm. Kèn nhôm thì em sẽ nghiên cứu và cho ra với một số các đời củ loa đi cùng với họng kèn nhôm. Xin nói thẳng nhé, là đi cùng với họng kèn nhôm, tức là bắt buộc là củ loa đó là sẽ đi cùng với họng kèn nhôm và phân tần đó, tức là nguyên một bộ như thế không ăn lẻ thì chơi được. Còn các bác nào mà cứ nói thế này thế kia thì tuy bên em thì vẫn nói thẳng luôn là hàng bên em lắp ráp là có được như thế này thôi, không có cao siêu lắm đâu. Nên là các bác nhá, lựa chọn thì lựa chọn, mà không lựa chọn thì chúng ta vui vẻ. Chứ nhiều các bác là không nhìn không ưng mắt xong các bác chê là sai nhá. Bởi vì cái này các bác phải nghe xong bắt đầu các bác mới hãng phát biểu. Khi hai cái chiếc A15 này, em lại chia sẻ thêm, hai cái chiếc A15 này các bác cho nó ôm sát cạnh nhau ấy, thì nó sẽ xảy ra hiện tượng của nó chéo va giữa hai loa, nên là không có xếp cạnh nhau được đâu nhá. Các bác đặt một loa bên trái, một loa bên phải, đằng sau ấy, đằng góc ấy kìa, thì bám sát nhau. Còn cái mặt trước này, ví dụ cái mép này, hai cái mép này, các bác cho đúng khoảng một găng tay, tức là 20 cm, thì các bác đi lượn giữa hai cái loa này, nó sẽ không có hiện tượng gọi là chéo pha về phần mặt vật lý cũng như là về sóng cũng như thông số đắc tuyến. Thì em đã đo khoảng cách từ 3m, 5m, 8m thì nó không xảy ra cái hiện tượng gọi là hụt hoặc là chéo va tại một số điểm như là 3m, 5m, 8m. Với góc mở như thế thì nó ưu tiên cho các bác làm chương trình rất là tốt. Ok, thì bây giờ mô phỏng thì em sẽ lắp lên và mô phỏng thử cho các bác nghe nhé. Hưng Yên một ngày nắng gió thì bên em vẫn nhận rất nhiều đơn hàng của các bác đây. Ok, thì bây giờ em sẽ lắp vào, đo rồi là sẽ setup lên để các bác cùng nghe thử xem là như em nói có đúng không hay là này nói điêu các bác nhá. Nhiều các bác nào bảo là em nói điêu, nhưng mà các bác mua này em vui rồi, cứ mua là vui rồi, mua mà về là dùng ưng ý là vui, chứ còn mua về xong là phản hồi ý kiến không được tích cực lắm nên không vui đâu. Thì bây giờ chúng em sẽ lắp vào và sẽ giải trình cho các bác là sử dụng như thế nào cho nó hiệu quả nhất với cái dòng A15 này. Thật sự nó rất là hay. 7,9 triệu một cặp bao ship. Cái tiền chi phí vận chuyển mất 1,2 triệu rồi nhé, nên các bác đừng có kêu là đắt thế. Thật ra rất là rẻ hơn hàng thành gióng, món hiệu quả rất là cao. Đây các bác đang xem là cái cấu hình do bên em đề xuất các bác đi setup những chương trình sự kiện tiệc cưới thôi nhá. Các bác nhìn trông thì các bác bảo là thế này thì anh không thích, thế này thế kia. Thật ra ấy, cái họng kèn này, hai cái này mở trái phải là 75 độ. Như em ấy, tính toán và như em thực tế em làm, khoảng cách một gang tay, tức là khoảng tầm 20cm giữa góc loa trái và góc loa phải. Như thế này ấy, thì các bác đi tầm 3m, 5m, 8m, thậm chí là 15m hoặc 20m, nó sẽ không gây ra cái hiện tượng là khi các bác lượn này, lượn trái qua phải này, nó gây ra cái hiện tượng chéo pha. Và giải thích về cái hiện tượng chéo pha ấy, thì em sẽ giải thích trong video clip lần sau. Để em sẽ lấy mẫu một cái video của một anh bạn, tức là một người anh ở bên châu Âu, châu Mỹ, tên kênh YouTube là Alpha Sound, để các bác có thể hiểu rõ hơn về hiện tượng chéo pha. Anh đã giải thích rất rõ. Nói chung là em học thì toàn học mót thôi, nên là các bác có khen có chê thì tùy. Thì đây là cái cấu hình setup của em. Đấy, hai dây này cắm paranever. Và cũng không hiểu làm sao thì các bác nhìn thấy có số điện thoại nó nạ này. Có những số điện thoại này nhạ nạ này mà không phải là một ngày mà 3-4 ngày hoặc chục ngày này. Rất nhiều số điện thoại nạ gọi điện đến, không biết là có anh em nào ghét không, mà em không thấy số nào nó thân quen, toàn thấy những số nó nạ hoắc này, có vài con số này. Không biết là có hiện tượng lừa đảo gì đây không, nhưng mà thấy là không ổn lắm rồi. Tầm một tuần nay là em mất ăn mất ngủ với những số điện thoại rất là nạ rồi. Thì đây nhá, các bác đang xem đây là hai chiếc A15. Như thế này thì nó có góc mở siêu rộng, nên đến là vào gần như là 120 độ. Gần như là 120 độ. 75 cộng 75 thì nó sẽ thành 140. Đấy. Nhưng mà lại còn thêm cái khoảng cách này thì đấy, các bác xem nhá. Thực tế thì ba cái cánh nó mở như thế này này, nó có thể đạt đến là 7 x 3 bằng 210 độ. Tính qua là 210 độ, cộng mỗi một con nó gánh thêm 12 độ nữa. Thế là vào gần 250 độ. Ba chiếc thì nó sẽ góc mở rất là rộng. Đấy các bác nhá. Ok, thì bây giờ em sẽ tuning lên, mời các bác cùng xem thông số đáp tuyến. Em sẽ đặt mic tại các điểm như là 1 này, 2 này, 3, đặt mic 3 điểm đó. Sau đó đo lên, là mời các bác cùng xem. Đây nha các bác nhá. Một chiếc cắm một dây xanh đỏ trắng đen, xanh đen trắng đỏ. Bây giờ em sẽ cắm hai chiếc vào và đo lên, xong lát nữa thì em chụp ảnh lại em rút ra để các bác nhìn cho nó rõ nhé. Đây là hai chiếc này, nó kéo nguyên cả một cụm này lên. Feed check đến này nhá. Ok chưa? 2 A15. Ok nhá. Em sẽ rút cọc đen, cọc âm. Đó. Các bác nhìn cái dòng pha ở trên cái đuôi này này, là gió nó thổi, bởi vì cái mic của em nó bị mất cái đầu chụp ấy. Nó có đầu chụp nhưng mà gió nó mạnh quá nó thổi, nó sẽ bị nhảy cái pha này. Còn đây là một cái nhá. Một cái A15 này. 1 A15. Bây giờ em sẽ cắm sang chiếc còn lại, cắm cái này vào và rút cái dưới ra. Đấy. Mic giờ là đang đặt giữa hai loa, nên như mà pha mà nó lệch thì cái dòng đáp tuyến này nó sẽ hoàn toàn là bàn theo. Và đây các bác xem pha gốc này vẫn là chính xác đúng không ạ? Đấy. Như vậy là các bác biết cách để vận hành cái A15 đúng không ạ? Đây là 2, sẽ chụp ảnh này là 1 B A15. Đấy, ok. Như vậy là các bác đã hình dung được rồi nhá. A15 này. Đây là A15, hai cái A15. Khi các bác vận hành theo đúng như em chỉ đạo thì nó ra được thông số như thế này. Nó sẽ hơi bị chéo pha và dải trung âm, dải N nó hơi bị hụt tại điểm giữa của hai loa. Nhưng khi cho cái mic về giữa điểm tâm ý, thì là cái thông số gần như là bằng phẳng, pha cũng gần như bằng phẳng. Bây giờ em sẽ chứng minh cho các bác này. Trước khi chứng minh thì bây giờ em sẽ bấm lại cho các bác xem hai cái dòng loa 1 là loa 2 này, loa trái này, loa phải này. Thấy chưa? Ok các bác nhá, loa trái, loa phải. Bây giờ em sẽ cho mic về một vế. Mic giờ các bác đang nhìn là giữa tâm của hai loa, gần như giữa tâm của hai loa. Em sẽ cho cái mic này về bên này. Hưng Yên một ngày nắng gió, đội nắng đội gió để quay và giải trình Quốc hội với toàn thể các bác. Để các bác mua đồ của bên em về vận hành theo đúng như cái ý đồ mong muốn của bên em thì nó sẽ đạt được hiệu quả rất cao. Còn các bác mua về xong là ngẫu hứng giao duyên, các bác ghép hai con sát góc nhau thì toàn hết, hỏng hết. Thực tế là hỏng hết đấy. Đây, bây giờ nha, vẫn phát lên là cả hai chiếc nhá. Đấy. Bây giờ em sẽ phát lên là cả hai chiếc này. Trước khi phát thì ẩn hai cái phụ này đi, nhìn cho nó rõ. Bật cái chính này này. Đấy, các bạn thấy chưa? Feedback delay này. Đấy. Các bạn nhìn thấy không? Hai chiếc. Bây giờ là đang cắm vào cái xanh trắng ở góc bên này, đỏ đen bên này. Bây giờ em sẽ rút đỏ đen ra để mỗi xanh trắng thôi. Thì đây là cái pha của nó, đắp tuyến của nó. Được chưa? Bây giờ em cắm lại hai chiếc nhé. Giải bát nổi lên này, chung với tép cao nó nổi lên tí này. Như vậy là các bác vận hành nó rất là dễ rồi, không có khó. Đấy, bây giờ tiếp tục em lại bê cái mic sang góc bên kia nữa, bê cái này sang đặt góc này. Đấy nhá, đọc đi bê lại thôi đã chết nắng rồi. Đấy. Làm nó đúng kỹ thuật thì nghe nó sướng lắm. Chứ các bác nào mà vận hành nó hơi sai kỹ thuật một tí là nghe nó ối rồi ôi ngay. Đấy. Cốc mở của A15 này. Tâm điểm chính xác chưa? Đấy. Một dòng loa mà em đánh giá là cái độ chính xác gần như là cao nhất từ trước đến giờ em từng làm. Đấy. Tiếp tục nha. Nào các bác thấy gì chưa? Thôi bây giờ nó chụp ảnh lại cho dễ nhìn nhá. 2C tức là hai chiếc. Bây giờ em rút cái dây trắng xanh ra này. Còn có một chiếc. Và đây thông số của một chiếc. Khi hai cái cộng hưởng với nhau ấy, tại một số điểm và nhịp ấy, thì cái đáp tuyến này nó sẽ hoàn toàn là bàn đi theo. Còn khi các bác vận hành đúng thì như đúng thì nó sẽ như này này. Còn hai quả mà các bác khép góc với nhau nha, xong bắt đầu là cái đáp tuyến này của nó nô nhô này. Kiểu hình chữ M này nhìn trông khó chịu lắm. Đấy. Thực tế đây là cách vận hành. Một cái và hai cái nó như thế này thôi. Như thế này thì các bác làm rất là đơn giản. Ở đây em sử dụng thiết bị như lần trước mọi lần vẫn dùng. Một chiếc cốt, một chiếc đẩy, sau cạc, máy tính. Và không có một kỹ xảo nào để nâng giải bass min check của cái loa A15 này lên. Đây là cái thực tế nhất mà bên em vẫn khẳng định là đây là thông số của nó. Còn về phần đắp tuyến thì khi đặt mặt đất ý, cái giải bass này nó cộng lên rất là nhiều. Đấy, các bác nhìn này, nó cộng lên rất là nhiều. Đấy. Cộng lên rất là nhiều. Khi mà các bác đi vận hành thực tế thì khuyên dùng là như thế này. Vận hành thì khuyên dùng là nên để như thế này. Đấy. Đây là một loa vào một xúc. Như hôm trước em có giới thiệu một loa vào một xúc. Để khoảng cách thế đo tại 3 mét, nó là như thế. Đây, nó như thế này này. Thì khuyên dùng là cắt đến 250 Hz. Các bác chơi thì chơi với A15 ấy, một là chơi solo, hai là chơi phải đi cùng với xúc kép thì mới ăn được. Xúc đơn thì nó cộng hưởng không được tốt lắm. Bổ sung vào cái giải bị thiếu khi đặt lên trên cao. Bên em cho ra mắt với dòng là A24 N thấp ấy, N cao ấy, để làm gọi là loa mid-norm hay là gọi là súp 30 nhớ cỡ dựa trên khuôn thùng của A15. Đấy. Ok, video thì giải trình Quốc hội đến đây thôi nhé. Em sẽ test một clip lần sau nữa, test cho các bác xem góc siêu rộng khi kết hợp đúng kiểu như thế này. Nó kêu thật sự là phải gọi nó rất là to và không có điểm nào hay góc nào gọi là góc hụt âm hay là góc chết của loa. Một cái điểm chéo va khi các bác ở gần thì các bác có nghe thấy, còn khi các bác đi xa các bác sẽ không phát hiện được cái điểm chéo pha giữa loa trái và loa phải, hai cái loa nó khép góc như này nó chéo pha đâu, các bác không biết được đâu. Đấy, thực tế nhá. Nói chung là phải học bằng tai, học bằng mắt và đi thực tế rất nhiều thì nó mới ra được cái kinh nghiệm như thế này. Vận hành A15 đúng cách đây nhá, đây mới là cách vận hành A15 chính xác và đúng cách. Ok, em sẽ hẹn các bác trong clip lần sau, và lần sau em sẽ test đầy đủ cho các bác cùng xem nhé. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.